chào bác. Cái chợ hôm nay thấy khá là đông rồi, đông dần trở lại rồi. Thì hôm nay thì quyết định là bỏ về yên nhà. Không thì hôm qua tôi mới và thêm một số cây thì làm hết tiền. Chắc có lẽ phải tính đẩy đi thôi, đẩy đi bớt cho bác thích. Và hôm nay chúng ta quay thôi. Du mùa này dù nó ra lộc rất là mạnh luôn. Chỉ mấy hai hôm nữa bác nhìn nếu có bác có cây dù nhìn sẽ không nhận ra, ôm tùm rất to này, chẳng phải mấy củ rồi. To. Vừa mới thấy ông kia ông bán cây ổi rất là đẹp, mình cứ ngoài sau bay đi đâu mất rồi. Nói chung hôm nay không mang tiền nên là cũng chịu, đẹp được quay thôi. Cái ông mà bán cây ổi hôm trước ấy, ổi bán tùng rất là cao này, có quả thì cũng hay đấy. Này ngọn nó thót, nó khuôn một tí nữa, nó hẳn một tí thì được. Ôi, nó quá khó là chứ đây, thân nó khá là to. Nói chung là nay không mua, thích cây gì thì cũng không mua. Rất cao, tầm hơn mét, mét hai nó ra. Hôm qua bán hết rồi chú. Anh à, lâu lắm mới thấy. Tí nữa, từ từ. Ôi đây, cứ chăm rồi, cháu xin nhé. Đấy, tự nhiên ra đây lại có tiền này. Biết thế cứ để đấy, lúc nào có cây lấy. Đấy, hôm qua lấy mấy cây của ông ấy thì còn thừa tiền, hôm nay mà lấy. Kinh nghiệm mua cây các bác nha, là mua của những cái bố già mà đi bán rong này, có xe bán rong này, chỉ có cửa hàng đây là đắt lắm, đắt thậm chí gấp đôi gấp ba, thậm chí có thể nhiều hơn nữa, tùy vào mức độ cây đấy. Nhưng mà khó ở chỗ là mấy bố này thấy ít cây đẹp, thỉnh thoảng có cây đẹp thì có người mua rất là nhanh vì nó rẻ mà. Hôm qua bán hết à chú? Còn à? Qua còn 2 cây đục mừng. Đây, này mang cái này đi. Đây, mang cái này đây. Hết cây. Mọi này xúc à? Hết. Đang tiếp. Đây, đây là đi làm về rồi. Chưa. Đó. Đẹp, này chưa ai hỏi à? Chưa. Có hình đẹp quá à, cái này là đây đâu. Đấy. Vừa. Cả mày cái tông con là... của mày ơi. Cái tông quả được chưa? Đây ra đấy. Sắp mưa rồi, phải tối thế. Mưa này đỡ phải tí cây. Cái quay đôi kia mà. Vâng, tí nữa phải dành riêng chỗ đấy. À, cái ý tí nữa phải dành riêng hai người ấy mà không quay lên là phí đấy, khu vực đặc biệt tí nữa tập trung vào đấy. Đấy, đấy, mời ra quay, mời ra quảng cáo hộ. Ông biết đấy, biết mình quay nhiều người biết, ông
kinh doanh của ông ấy là khác nào quảng cáo trên truyền hình. Đây, cây này dăm khá là sóng rồi, khá ok, không bị rối nữa rồi, bị gỡ, được gỡ rối rồi, gần như là vừa mới gỡ vừa nãy, cái vết cắt vừa nãy vừa mới xong. Để đều trong chợ lâu năm, dăm dăm không bị rối. Vài hôm nay thấy những ông có những cây cây chuối rất là nhỏ nhưng mà lại có hoa, là hay. Dạ. Hoa. Dạ. Đó, thích à? Nhiều giống chuối là trồng mãi không có hoa đâu. Này nhìn vẫn non mà lại có hoa. Đấy, vui. Chả thuốc thang gì đâu, nhìn đất thì biết. Mùa gió. Lâu nay đi đằng nào, nay mới ra đây anh? Vào cây à? Đi vào cây à? Nam Tiến. Ôi. Nay có mang cây nào đi không? Đẹp thế nhỉ? Đẹp ghê đấy, đẹp ghê đấy. Mỏng, mỏng dính luôn. Mỏng, mỏng dính luôn. Alo, họ bán đất rồi, năm chưa có người mua mấy. Vắng lắm, vẫn còn vắng lắm. Đem đi cho vui thôi. Và nhìn luôn sướng nhỉ. Đấy, lá lá xanh như ngọc. Đây. Cây của công huynh này. Ôi, bệ sướng không? Có cái gì đấy, đá ong hay là gì đấy, kiếm được cây hay đấy nhỉ. Đấy này bách thích nhỉ. Yeah. Đấy.
đẹp đấy. Cây cái thì không lại rồi à. Công huynh không cần mang nhiều, toàn mang cây anh em thích. Sức cá xương cá rồi cái này à, cùng mình nhìn nó quen không à, nhìn quen không con đang điền. À, chưa biết được, có những tối nếu tối bảo. Chúng ta vẫn là chụp cụ đi gì? Rồi, một khoảng mấy giờ? Ủa rồi. Xanh ghê gớm. Trong này bao nhiêu này? Để cái dưới tàu cái dưới kia cái đó là xem nào. Xanh này kinh đấy nhỉ, nó to quá. Các cụ nào giờ già thích cái cây này, to quá. Mình nhà mình chật. Mình nhót. Nhót. Nhót quả, nhót ăn quả. Đấy, rất hay. Đây có quả đấy, tỉa. Dầm có quả. Nhót ăn quả. Hay nhỉ. Nhót quả. Nhót đấy. Hay đấy nhỉ. Này tỉa nó có quả hay đấy. Nó thân thân dàn mà để làm được trực này hay. Đấy. Thế là hay. Cái nhót này hay đấy chứ. Này mang tiền tới cái này. Tay đi. Bỏ tay này. Gần gốc quả. Để làm cây tán đại thụ với tôi. Tán đại thụ rồi sau mình lấy quả. Tán gốc